trước. Bây giờ đến lượt sân trước á? Mở sân trước. Đấy, cái đến lượt cái là các bác trên mọi miền Tổ quốc là biết hết rồi. Đấy, sân trước đẹp ra nhất chợ. Đấy, đẹp ra nhất chợ. Lâu lâu mấy phiên rồi, nay mới nhìn thấy đấy. Ba phiên rồi đấy ạ. Đấy, đấy. Đấy, sang hội chợ. Hai cái cục này thì... Có còn mấy cây đấy cũng bán được hội chợ này, mang về chợ. Hai cục này là bao nhiêu đây? Cái này. Đấy, cục đấy là bao nhiêu? Đây. Vâng. Đây 18 triệu. 18 triệu. Bác có yêu thương được thì cứ xem được đi. Alo, còn cục bên này? Vâng. Đây 15. Tập trung ở đâu Trang Tiên, đâu nhà hát đấy, nhà hát lớn đấy. Chợ về ở chỗ ôm ở Long Quân. Nó báo tập trung đấy mà. Thì cứ ngồi đấy, lúc nào nó đi thì... Thế không mua, không mua ở đấy à? Không, mua là ở đấy. Bán đấy thôi. Đấy, 18, còn con bên kia, cây bên kia. Đây này 15 mà. 15. Soi kỹ cho các bác xem. Các bác cứ xem kỹ thì... Chú Tuyền cứ soi kỹ. Đấy. Mà chú Tuyền là chú soi kỹ lắm á. Đấy, mùi thơm thơm ấy nhỉ. Ừ, thì nên là các bác cứ xem thật kỹ đi. Con này mặt này mới là mặt chơi này. Đấy, chính xác đấy. Anh thích mặt này hơn, mặt này nó hiền hơn. Mặt bên kia lại gấu hơn. Mặt này nó gấu mình cũng thích rồi. Mặt này nó lành. Lành, mà nó sụn. Và chính ra mặt bên kia là nó nhìn nó dữ hơn. Ừ, thì rồi. mình không thích. 18, gái 18. Đấy đấy, mình lại thích mặt này nó hiền hiền này các bác ạ. Hiền hiền. Đấy, nhìn nó lành, nó già. Đấy, từ trên xuống nha. Đấy, các bác xem. Biết rằng chú là soi cây kỹ lắm rồi. Thì cho các bác xem là rất kỹ rồi. Rồi đúng góc cho anh em à, xem. Cái rễ này thì các bác không cắt này. Yeah, để cho nó lồi đấy. Đây, cho nó lồi ra. Lồi đúng rồi. Nó nở thân ra. Đây đây. Đây. Cũng là một cây đẹp. Đây xóa luôn cả cái này nữa xong rồi sang mặt lá. Okay. Đấy cây đấy bao nhiêu tiền? Đây cây này là 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi. Ừ. Cho các bác xem cả. Lổ luôn. Nghe đấy. Không lổ mà bác. Rồi, để làm trước. Xung này có 1,5 triệu thôi. Xung 1,5 triệu. Mặt phải các bác xem kỹ này. Mặt bên này thì nó dữ hơn, mình không thích. Và chính ra cái mặt bên này là hiền, mình lại thích hơn. Mình là người hiền lành không? Ừ đấy, mặt bên này dữ. Ok. Ra mặt bên này là dữ hơn. Mặt này hiền, mình lại thích này. Các có yêu thích thì cũng xin liên hệ đúng không? Số này. Dạ. 0982 705 705 096 096. Liên hệ xuất trước đấy. Mà đó. Cũng quay rất kỹ cho các bác xem. Nhìn thấy đây thì có 15 triệu thôi các bác. Đấy, có 15 triệu thôi. Đây đây, bên này là 18. 18. Có thấy không? Này 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi. Nhìn thấy thèm chưa? Thèm gì? Đây. Đây đấy. Con cái đẹp. Đây chiều dưới nghệ thuật. Thế rằng là người quay phim mình ấy quay rất kỹ rồi. Nên là các bác cứ xem thật kỹ. Xem thật kỹ à. Tua đi tua lại. Đấy. Tua đi tua lại đi mà xem kỹ. Còn cái này có bao nhiêu đâu, có 1,5 triệu mà. Cái sung dáng rất điệu. Cái sung quả lên tận ngọn. Chưa làm con nước đấy ạ. Đấy à. Vâng. Ok. À đây còn cả cái ông này nữa. Mai mai của anh bán. Mâm xôi. Ừ đây. Mâm xôi. Mai của anh bán 6 triệu rưỡi mà chú. 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi được các bạn. Hay quá. Vâng. Vẫn là của Xuân Trước. Xuân Trước. Hãy liên hệ Xuân Trước để mua được trước nhé. Đấy. 1 triệu. Đấy. Đây đây. Đảm vào ngồi dưới gốc cây mưa không ướt đầu. Đấy đấy. Chắc. Rồi, mai. Mai. Đấy là. Đấy, được chưa? Được chưa? Các bạn cứ xem kỹ đi. À, nốt chưa góc này nữa này. Ok rồi. Sang đây. Đấy là ổi nhiều quả hoa quá nhỉ. Ổi nhiều hoa quá nhỉ. Của Tạ Quang Thắng cái này à? Quang Thắng. Cái này là bao nhiêu tiền nhỉ? Đẹp. 8 triệu. 8 à? 8 đồng. Nhìn tôi bán được chanh rồi mà.
nhiều hoa đấy. Hoa này. Ừ, đẹp à. Hoa đấy. Hoa quả nó gần như là 15 cánh rồi. Vâng. Giá mà thân nó mập mạp tí nữa thì tốt quá. Nó hơi gầy. Giá có tiền ở mua áo gói nó còn một người còn là phải còn phải lãi chứ. Tàu đẹp đấy các bác ạ. Tàu đẹp. Đấy. Nó chẳng đáng bao nhiêu, có 8 triệu thôi. Đấy. Gốc thì gốc đấy. Đấy. Đây thì bao nhiêu đây? 6 à? 6 đồng. Đồng. Thế bảo là chơi dân chơi mà chạy lên chơi quần lơn chạy kéo là chạy chỉ đưa nước hôn rồi mà tưới mà không cho nó ăn chất chất lập thế này về thì các bác sẵn chơi thôi chả phải làm gì cả sẵn chơi không đưa vào đấy. Đây, đây cái chuối thì kinh đấy. Hàng mới đây. Đấy. Chuối nhìn lá nó đón nắng nhìn hay nhỉ? Vàng vàng. Vàng vàng. Đẹp. Bao nhiêu tiền anh nhỉ? 70. Quá đẹp. 70. 70 triệu. Cây cao tầm 1,5 m đổ lại. Không được 1,5 m. Ờ khoảng khoảng 1,3 m. Đấy. Kinh chưa? Đổi máu đấy, sang hàng chất lượng đấy. Lại đọc số các anh nhỉ? 0967 113 013 đấy. 0967 113 013. Đây ruối. Cụ ruối. Đấy. bên này xem nào. Đấy nhìn nắng nó chiếu vào thích nhỉ. À đấy, so sánh 1,5 m. 1,5 m. Đấy, so thế chưa? Đấy, đẹp đấy. Kinh chưa? Đấy. Lâu lắm mới thấy một cây dưới đẹp ra chợ. Ok rồi đấy, đẹp. Xanh si này. Xanh si này. Cái này cũng của mình anh. Cái này của anh. À đây. Đây cặp đôi này là bao tiền? 8 triệu. Được cả xanh lẫn si cả cộng luôn. Xanh Nam Việt. Xanh Nam Việt. Đấy. Được cả cộng luôn. 8 triệu. Đấy. Thấy chưa? Đấy, còn cái này là bao nhiêu tiền nhỉ anh nhỉ? Cái này 8 triệu.
đã được làm hòn đá rất đẹp bây giờ. Hay quá. Đẹp rồi, quá đẹp rồi. Đấy, cây của anh Thiện nhá. Ông kia ông bê, kia ông bê phát mấy rừng, cái rừng luôn liền. Rừng suối. Ok, cảm ơn anh Thiện nhá, để sang bên này. Đi đây, gạo rồi sao? Ok các bác, làm sự ông tị cái xe nào, có thấy cái gì mới không? Ông à, ông lại có Hải Châu à? Ông lại có Hải Châu. Đấy, cây này bao tiền đâu? Ông này triệu rưỡi. Rưỡi. Đây không biết có cây phải đen hay cái gì nhỉ? Phải phải đen nhỉ? Còn đấy không phải phải đen đâu. Cái phải đen là nó dẹn hơn. Cây gì lạ nhỉ? Ở đấy là con cưng gọi. Cũng là cơm nguội. Đấy, good. Đấy, vừa cắt đá đây. Đấy. 0906 hay cái gì nhỉ? 0906225. 0906225. 376. 376. Alo nhá, triệu rưỡi. Rưỡi. Nghe nhân đố ba tỷ đây. Đấy, con cây này bao tiền nhỉ? Không nhỉ? Cây đấy ạ, cây đấy 5 triệu. 5 triệu, đấy, nhìn hay chưa? Cây không nguội. Không nguội à? Đấy, làm được thuốc đã. Ông không có hút đấy, đấy. Liền thân hết đấy, liền thân hết đấy. Liền thân hết đấy. Cây này mà làm rừng thì đẹp lắm. Cháu xin không? Rất là đẹp đấy, mỗi tội là nó hơi khác dòng một tí thôi, nhưng mà để mà nghệ thuật thì là nó là đẹp đấy, tự lúa luôn, tự lúa, không có lối vào. Ừ, cái này đẹp đấy, khỏi hồn vào tác phẩm đấy. Khỏi hồn vào đây, lấy đất rẻ thế này bán rẻ. Đấy, khỏi hồn vào tác phẩm, đất bay, bay bướm. Hải Châu đang ra hoa chứ. Bay bướm, đất bay bướm. Đấy, bốc đi. Đây đây này, phía này đây. À đây Hồng Ngọc Mai nữa cơ mà. Cây này là bao tiền đấy ông? Cây này 3 triệu. 3 triệu. Cao khoảng độ 7-80 phân. 80 phân này. 80 phân. Đây, gốc vệ đây. 3 triệu. Chậu đẹp rồi. To bằng... to hơn ngón chân cái. Gốc to hơn ngón chân cái. Đó. Không chui được vào trong các bác, không cả đằng sau nó không vậy. Đẹp quá, cảm ơn ông nhá. Đẹp, đẹp. Cây này bao tiền hả? Hả? Quay, cây bé xíu này bao tiền hả? Cây to này có 3 triệu đây. Đấy, thích đúng cây đẹp nhất này, chết.